Tính đến ngày hôm nay thì dịch COVID-19 đã lan tới hơn 210 quốc gia trên thế giới và đã có hơn 4 triệu người nhiễm bệnh và hầu khắp các châu lục thì đều ghi nhận các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Vâng và giờ đây ở Nam Cực, nơi lạnh giá nhất ở trên thế giới thì được coi là một nơi an toàn nhất ở trên thế giới bởi không có trường hợp nào mắc COVID-19 và đây cũng là địa điểm duy nhất trên thế giới hiện bị nhiễm với COVID-19. Covid-19 đã gần chạm đến Nam Cực khi dịch bệnh tấn công các tàu du lịch, nhưng dịch bệnh lại không tới được các bờ biển đóng băng của nơi này do nhiệt độ đang giảm dần ở trong mùa đông, nên Nam Cực gần như bị tách biệt hoàn toàn với phần còn lại của thế giới. Nơi này có khoảng 5.000 người sinh sống, hầu hết là các nhà khoa học và các nhà nghiên cứu đang cư trú tại các căn cứ trong khu vực. Carrie Nelson, một nhân viên hành chính tại nhà ga Balmer ở Mỹ, ở đảo Anver chia sẻ, họ rất biết ơn khi cuộc sống tại một nơi mà dịch Covid-19 không hề xuất hiện. Nhưng cô cũng cho biết một số người đã sẵn sàng trở về nhà để giúp đỡ người mà họ yêu thương.